Ủa Nghị, con lo tập đi, lẹ lên còn đi vô lấy sân khấu kìa. Để thầy Hải tập từ bây giờ tới chiều tối mai luôn đó. Chào quý vị. Với cái chủ đề bạo hành này thì tôi quyết định là giao cho Xuân Nghị. Bởi vì trong nhóm 4 thành viên thì là Xuân Nghị là bạn ấy đa vai. Mặc dù nhân dáng bạn cao lớn như vậy, mặt bạn ấy cũng không được trẻ lắm, nhưng mà bạn có thể hóa thân thành những cái bạn học sinh, hoặc là thậm chí là mấy bé mầm non cũng được nữa đó. Cho nên là tôi quyết định là thử thách Xuân Nghị, gọi là một phương diện khác, để mà cho quý vị khán giả có một cái nhìn khác về Xuân Nghị trong cái tiểu phẩm này. Hy vọng là với cái tiểu phẩm này thì Xuân Nghị sẽ đem đến cho các bạn một cái món ăn thú vị. Khi mà tập với cô Vân thì Nghị cũng rất là băn khoăn, nếu như mà Nghị nói tiếng Phú Yên nhiều thì cũng rất là nhiều bạn ở trên mạng cũng nhắn tin với Nghị rằng sao anh cứ diễn cái giọng này hoài vậy. Cũng giống y chang như là cô Hồng Vân chia sẻ, đó là cái chiến lược của cô Vân muốn Nghị đi theo, là bởi vì cái giọng Phú Yên rất là dễ gây hài. Cái những cái mìn á, cái mìn á, táo mắc tiền không á? Táo mắc tiền không à? Nhưng mà chưa bao giờ con ăn trái táo nào ngon như thế này. Mẹ chưa bao giờ con ăn trái téo nào ngon như trái này. Ngon như trái téo này á. Muốn gặm nhấm cái não cô đơn của tao, cái não lòn lý, nhưng mà tao vẫn muốn có ai đó ở bên cạnh để cho tao đỡ lòn lý. Nhưng làm sao để lấy được nước mắt khán giả ở cái chất giọng này thì đó là một cái điều mới mẻ, và cô Vân muốn Nghị có cái điều mới mẻ đó. Thời gian tập với cô Vân thì không có nhiều, nhưng mà những gì mà cô Vân dặn dò, những cái nét diễn mà cô Vân thị phạm cho Nghị á, đem về Nghị ngẫm nghĩ, mình nằm xuống cái nó bị ám ở trong đầu á, 5 giờ sáng mới ngủ.